Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết miền Bắc và khu vực Hà Nội đã ấm lên rõ rệt. Trước 7 giờ sáng sương mù còn dày đặc, nhưng từ sau 7 giờ thì nắng đã xuất hiện và trải đều trên toàn thành phố. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là từ 11 cho tới 14 độ và cao nhất vào thời điểm trưa là từ 21 đến 23 độ, độ ẩm không quá 64%. Nhiệt độ tăng lên nhưng thời tiết miền Bắc vẫn duy trì rét và rét đậm tùy vào từng thời điểm trong ngày. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn trong khoảng là từ 7 cho tới 10 độ. Ngoài ra, hệ thống quan trắc không khí của Hà Nội ngày hôm nay cũng thể hiện chất lượng không khí AQI ở mức xấu, ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động của người dân khi ở ngoài trời. Dự báo tối và đêm nay trời có mây nhưng không mưa, không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu vào ban đêm. Nhiệt độ là từ 14 cho tới 16 độ, trời rét, độ ẩm từ 71 đến 91%, mật độ mây là từ 98 đến 100%. Sang đến ngày mai, thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Trời vẫn rét vào đêm và sáng sớm, với nền nhiệt độ từ 14 đến 23 độ và độ ẩm từ 54 đến 91%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh suy yếu dần về cường độ và di chuyển sang phía đông, nên trong những ngày tới, thời tiết Hà Nội không mưa, nhiệt độ có xu hướng là ấm dần lên, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức từ 14 cho tới 17 độ, trưa chiều ở mức là từ 23 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 72 đến 82%. Trong khi thời tiết miền Bắc đang rất thuận lợi cho người dân chuẩn bị đón năm mới, thì đêm nay và ngày mai ở khu vực miền Trung, từ Quảng Trị tới Khánh Hòa, mưa bắt đầu gia tăng, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Còn ở tại khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển vẫn là cấp 2. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Ở khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ là từ 15 đến 24 độ. Hình thái thời tiết và nhiệt độ này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín xuống đến Mỹ Đức. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ là từ 14 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ là từ 15 đến 24 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!